Rồi chúng ta xong cái bài này qua bài mới. Ba bài mới là bằng để lên kia là số 2 không? Số 1 là lộ lộ cảnh rất rõ, chót ba cảnh đúng không? Phải không? Một là lộ cảnh rất rõ, chót ba cảnh đúng không? Bây giờ hai là lộ chót quên rồi, lộ cảnh rất rõ. Chót nỗ lực ai xin lỗi không phải cái cơ là chúng ta biết lộ lộ cái này ở trong chúng ta có lộ cảnh rất rõ, chót nỗ lực thế quên chót na cảnh không đủ phần cắt. Bây giờ chúng ta sẽ có đủ phần cắt đúng không? Hai là hai nhỏ đây nhỏ lộ cảnh rất rõ, chót ra cảnh rồi cái kia cho nó đầy đủ thì lộ ý mô chót ra cảnh rất rõ, chót ra cảnh có cũng hợp tác không anh không còn nhiều quá. Chót ra cảnh có bộ phần vừa qua thứ hai nghe mô thức này có tổng cộng là 5 lộ, mô thức này có tổng cộng là 5 lộ. Vậy khi cảnh sắc thành tựu, khi sắc thành tựu không có cần bảo cảnh như sư, khi sắc thành tựu hiện tại mở ngoặc từ bảy sắc cảnh, khi sắc thành tựu hiện tại mở ngoặc từ bảy sắc cảnh thành cảnh, thành cảnh phải tùy theo sức mạnh của cảnh tâm lộ có từ một đến năm hữu bằng vừa qua theo tương ứng. Có từ 1 đến 5 hữu phần vừa qua theo tương ứng phải, tức là lộ có 1 hữu phần vừa qua phải lộ có 2 hữu phần vừa qua chấm 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 chấm, lộ có 5 hữu phần vừa qua chấm chấm đi mô thức này không thể có hơn 5 hữu phần vừa qua, mô thức này không thể có hơn 5 hữu phần vừa qua về khi ấy cảnh không còn có sức mạnh,
để bắt được, khiến tâm ta cảnh sinh lên. Và không đủ thời gian để tâm na cảnh sinh lên. Và không đủ thời gian để tâm na cảnh sinh lên. Thời gian nè, vậy chúng ta giả sử đi, cái đó nè, đó là có ma cảnh đúng không? Đó là cảnh đúng không? Đó là cảnh thì cảnh ít nhất cũng phải còn đủ 17, nó còn đủ 17 sát na tâm đúng không? Mà nếu nó vượt qua thì nó không có đủ thời gian để cho cái na cảnh lên đúng không? Vậy chúng ta giả sử có một cái tâm độ 6 sát na vừa qua, 8 sát na vừa qua, chúng ta sẽ có vừa qua, vừa qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng chưa? Phải không? Rồi tới hướng động đúng không? Rồi tới dưới gầu đúng không? Rồi tới hai cây dưới mô đúng không? Rồi 7 cái xe đúng không? 7 động lực đúng không? Rồi chúng ta tính nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 sát na rồi. Vậy thì cái na cảnh sinh lên bắt được 2 sát na đúng không? Như vậy là nó không đủ thời gian sát na sinh lên. Cho nên nó chỉ tới 5 năm cũng bằng 13 mà thôi. Nó không thể là 6 được. Để cái này nha. Hơn nữa tới đây nè. Nó là 6 tới đây là nó phải đúng được rồi nè. Cái cảnh lực của nó rất là yếu, cảnh nó bây giờ nó sức mạnh rất là giảm, cho nên nó không còn đủ sức mạnh hấp thụ, coi như là hấp thụ cho nó đẩy cho cái tâm là cảnh tinh lên nó yếu rồi, bệnh nặng rồi, sắp sửa là tiêu rồi đó, hiểu này không? Tại vì cảnh nó chỉ có 17 sắp đôi tâm thôi, mà ta đây thế nào cũng 16 rồi, thì nó đang yếu rồi. Mới tám cái cửa rồi đúng không? Cửa tay rồi đúng không? Vậy đó, hiểu cái này không? Cho nên bắt buộc chỉ có 5 thôi, không thể vượt qua 6 được. Rồi chúng ta lộ có một của phần vừa qua diễn biến như sau. Nên chỉ có một cái phần 13 thôi đó. Cái lúc này là sắc nó rất là mạnh. Bỏ rồi, nó nhỏ lại, con nghĩ rồi. Họ cũng không đỡ nghĩ rồi. Phỏng hay sao? À, tâm không, cái không đổi nghĩ rồi. Diễn biến thì sao là giống như lộ ra lên thêm cái một phần 13 cho nó lên cái gì đó. Không thể là một được.
nó cảnh bắt buộc của mình có hai á, chứ không bao giờ một được. Thì lập ra là trước lên giải về tâm năng cảnh có không? Có không? Học không chịu về em học bài lại vậy chứ hỏi. Cái lớn là rất rõ rồi nó cũng vậy nè. Nghe lớn là nói về lộ ngủ mà rất rõ là nói về lộ ý, chứ không có gì mà lớn cắn. Đấy, rất lớn là nói về lộ ngủ mà rất rõ là nói về lộ ý vậy thôi. Cũng giống như người đó. Giờ Nga đây nó lại gì? Nga nè, nó ở đây nó lại gì? Hồng Nguyên nó vô ngân hàng nó lại gì? Nhân viên. Ừ, có vậy thôi, cảnh thức lớn nó rất rõ cũng vậy thôi. Cũng chỉ là cây. Rồi, rõ này có, nghe đi. Rõ này có. Sắc na. Có bao nhiêu na, bao nhiêu sắc na không khác. Nhìn cái bản nè, nhìn chữ viết nữa. Có mấy người ta tắt. Rồi đây nè, đây qua đây là không chủ đúng không? Rồi còn tâm tắt rồi đây qua đây đúng không? Thì có mấy sắc mặt tâm tắt. Mấy? Mười yêu mời. Bằng là một tay mô bảy sắc na hữu lực, hai sắc na na cảnh, tứ tâm, có bao nhiêu tứ tâm? Cái lỗ này cũng đi nghe cái lỗ trên vậy đó, cũng khác nữa đó, 41 nó y chang, nó chỉ thêm sắc na nhiều bay vô mà thôi. Khi mà quý vị đi học như này, quý vị tạo tâm thiện đó, tâm thiện đó, có tí đó. À, nhưng mà coi chừng không đủ tam nhân đó, sau này trở thành người dị nhân đó. Trước khi học quý vị có ý gì học không? Có không? Có không? Trong nước ngoài này có ý nghe không? Sau khi học học xong về có cố ý xem bài lại không?
Để cho nên nếu như khi nó làm việc tục sinh thì đây là cái tâm thiện tam nhân, mà thiếu một trong ba sự chú ý nó sẽ cho quả dị nhân. Nhưng mà mai quý vị là cái gì còn hồi hướng, mà lúc hồi hướng còn hồi hướng nó tăng cái hồi hướng đó, tại vì hồi hướng đó là cái tác ý sau khi làm. Nhưng mà hồi hướng là theo kiểu mà nghi thức á, mình cũng tin mà không có chú ý vô á, cũng như là nghi thức á, thì coi như là không có sự chú ý sao đi làm. Thì nói chung là nó có dễ hết đâu, mà đây tâm thiện tam nhân luôn á, cái tâm thiện có tí á, tam nhân luôn á, mà tự mình như vậy mà cái làm biến mất mở chừng năm ba phút ra coi là thôi, để mà có cái cơ hội mà không có hết là không có người là quay cho này mới quay trở lại làm việc đầu tiên cái là thân người duy nhân, đúng không? Mà phần lớn là như vậy luôn, 80% là như vậy luôn. Bây giờ trước khi đi học có có biết học không? Ừ. Trong lúc học này có biết nghe không? Nghe không? Phải là hai cái chú ý đó rồi đúng không? Mà sau khi đi về được lâu đó tôi coi lại là tư hậu của nó, mà khi này nó đã quả chỉ là người dị nhân thôi, có thể làm chuyện thi nhưng mà chuyện thi dị nhân nghe cái lợi ích của mình cũng làm đáng 1 triệu rồi siêu biết hai người có 8 người là gì? Bố phàm, bố thánh quả, cõi có bao nhiêu cõi? Gì có cái từ nữa? Hãy có cái quả nói thì thôi. Hãy có năng cảnh là một giới thôi, không có đâu á. Đó là một cảnh, một cõi. À, có năng cảnh là bắt buộc phải gọi giới là chứ không có gì chỗ nào khác nữa. Mà từ để làm gì? Rồi nghe đi, các bốn độ còn lại cũng tương tự, bốn độ còn lại cũng tương tự, chỉ khi mỗi độ là một sát na của phần nhiều qua mà thôi. Chỉ khi mỗi độ một sát na của phần là thôi. Chấm. Như vậy lộ chí môn cảnh rất rõ sát na cảnh, có tất cả là 6 lộ. Như vậy lộ ý môn cảnh rất rõ chót na cảnh có tất cả là 6. Rồi chưa? Rồi chưa?